Xin mời các bạn cùng nghe bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa, lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói. Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. 8 năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa, tu hú kêu trên những cánh đồng xa. Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà? Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế, tiếng tu hú sao mà tha thiết thế. Mẹ cùng cha công tác bận không về, cháu ở cùng bà bảo cháu nghe. Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc, tu hú ơi chẳng đến hờ cùng bà, kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi, hàng xóm 4 bên trở về lầm lụi. Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh, vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh. Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, mày có viết thư chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen, một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin sai rằng. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa ấp ưu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm niềm xôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa! Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có ngọn lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Bài thơ Bếp Lửa của tác giả Bằng Việt là một trong những bài thơ gợi nhớ về quê hương. Quê hương là nơi yên bình và đẹp đẽ, nơi lưu giữ những kỷ niệm thuở thơ ấu, nơi có gia đình, có căn bếp thân thương nồng khói. Bếp lửa là hình ảnh quen thuộc, thân thương trong mỗi gia đình Việt Nam lúc bấy giờ. Tác giả Bằng Việt là một trong những nhà thơ thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Lời thơ ông giản dị, mộc mạc mà thấm đượm ý tình. Bài thơ Bếp Lửa được sáng tác vào năm 1963 khi ông đang học tập ở Nga, dưới trời đông lạnh lẽo xứ Moscow. Trong lòng Bằng Việt dâng lên một nỗi nhớ quê hương sâu sắc. Đây cũng là một trong những bài thơ xuất sắc nhất của ông in trong tập Hương Cây Bếp Lửa. Sau đây, xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại một lần nữa bài thơ Bếp Lửa, tác giả Bằng Việt, qua giọng đọc Quỳnh Hoa. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa, lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói. Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. 8 năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa, tu hú kêu trên những cánh đồng xa. Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế. Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế. Mẹ cùng cha công tác bận không về. Cháu ở cùng bà bảo cháu nghe. Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc. Tu hú ơi, chẳng đến ở cùng bà. Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi. Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi. Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh. Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh. Bố ở chiến khu, bố còn việc bố. Mày có viết thư, chớ kể này kể nọ. Cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi sớm rồi chiều, lại bếp lửa bà nhen. Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn. Một ngọn lửa, chứa niềm tin sai rằng. Lận đận đời bà, biết mấy nắng mưa. Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ. Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa, ấp yêu nồng đượm. Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi. Nhóm niềm xôi gạo mới sẻ chung vui. Nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có ngọn lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở. Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?